Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Lào Cai triển khai nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ hội viên nghèo phát triển kinh tế, qua đó giúp chị em có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống. Đây cũng là hiện thực hóa tinh thần của các cấp hội trên địa bàn trong việc đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Một mình nuôi hai cháu nhỏ, bà Nguyễn Thị Liều thuộc diện hộ khó khăn nhất của thôn Thành Châu, xã Hợp Thành, không có khả năng xây dựng ngôi nhà đã hư hỏng. Được Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố hỗ trợ 30 triệu đồng cùng với sự giúp đỡ của anh em, bà con, mái ấm tình thương của ba bà cháu đã hoàn thành trong niềm vui và xúc động. Bây giờ có nhà thì bà cháu được mừng lắm à. Về có chỗ che mưa che nắng thì khỏi phải rột lát. Tôi phải cố gắng lúc nào mà không ốm yếu không làm được thì mới chịu dừng việc để không được phải làm để nuôi hai cháu. Cùng với hỗ trợ về nhà ở, hàng năm, Hội Phụ nữ thành phố cũng tiến hành hỗ trợ cây con giống, kỹ thuật trồng trọt chăn nuôi cho hội viên khó khăn với mục đích giúp chị em có thêm tư liệu sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Trước đây thì mảnh nương ở đây thì cũng chỉ là trồng sắn trồng khoai, không mang giá trị kinh tế cho gia đình. Và bây giờ cũng được Phụ nữ thành phố hỗ trợ cây quế này thì hiện nay cũng phát triển rất là tốt và đất cũng rất là phù hợp. Cũng mong rằng là cây quế sẽ phát triển sớm và nhanh để mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình. Với nhiều hoạt động việc làm thiết thực, hỗ trợ hội viên vươn lên trong cuộc sống, các cấp hội trên địa bàn thành phố đã và đang hiện thực hóa việc học và làm theo Bác bằng những hành động cụ thể. Các cấp hội đã xây dựng được 72 tập thể, 72 cá nhân điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực. Đặc biệt là đã khởi công làm 13 nhà máy ấm tình thương với tổng trị giá hỗ trợ là 530 triệu đồng. Thì đưa những cái phong trào học tập làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh thì chúng tôi phát động thành những cái chủ đề, chủ điểm. Qua đó thì có những cái kỳ đó là tổng kết thi đua đánh giá. Thì từ đó thì có được những kết quả để chúng tôi thực hiện trong những nhiệm vụ trong những thời gian tới. Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh của các cấp hội phụ nữ trên địa bàn thành phố không chỉ tạo động lực, niềm tin giúp cho phụ nữ nghèo vươn lên mà còn lan tỏa tình yêu thương, tinh thần sẻ chia trong đời sống cộng đồng.